chiến 2005 chính thức trở lại cùng săn bóc Hoàng Kim, Công Thành, liên đấu tại hồi ức võ lâm truyền kỳ 2005.net. Ngày 7 tháng 4 vừa qua, chung kết VSEP mùa xuân 2024 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về GAM Esports. Trong một mùa giải đầy biến động, thật sự các khán giả của Liên minh Việt cũng có thể phần nào thấy hài lòng khi từ việc Riot điều tra bổ sung 32 nhân vật liên quan đến tiêu cực mà các huyền thoại như Sop hay Optimus đã quay lại. Và 4 đội tại Playoffs đã cống hiến những màn thể hiện vô cùng mãn nhãn. Có thể nói, dù Viking không thể lên ngôi và Sop không có lần đầu giữ MSI, nhưng Viking đã cùng GAM Esports tạo nên một trong những trận chung kết tổng hấp dẫn nhất lịch sử giải đấu. Nhưng sau trận chung kết trong mơ, cả Sop và Levi đều ẩn ý sẽ rời khỏi vai trò tuyển thủ trong tương lai gần. Thậm chí, Levi còn khiến khán giả lo lắng khi cho biết đây có thể là kỳ MSI cuối cùng của anh. Thực tế, Levi cũng đã lớn tuổi so với trung bình một tuyển thủ, và lựa chọn của anh hoàn toàn không hề vô lý. Nhưng khi cả Sop và Levi đối đầu, cạnh tranh trong một trận chung kết và cùng ẩn ý về việc chia tay hẳn sự nghiệp tuyển thủ, thì một câu hỏi đang rất được quan tâm và gây tranh cãi thời gian qua được khơi lại. Sop và Levi, ai giỏi hơn? Giai đoạn đỉnh cao. Tuổi trẻ, Sop chinh chiến cùng Fluis và sau này sang LPL du học. Còn Levi, anh cũng có cơ hội tỏa sáng trong màu áo Gigabyte Marines và sau này là GAM Esports. Tuy vậy, cũng có một số giai đoạn khi đang trong độ chín sự nghiệp, Levi từng gia nhập 100 Academy, đội trẻ của 100 Ships hay JD Gaming. Tuy nhiên, quãng thời gian của Levi tại đây vô cùng đáng quên khi anh gần như không được trao cơ hội. Không thành công khi đặt chân ra quốc tế, Levi quay về VSET và nỗ lực trở thành huyền thoại của giải đấu. Nhưng Sop thì khác. Ở thời đỉnh cao, Sop góp phần thay đổi hoàn toàn lối chơi đi rừng của LPL. Thậm chí, anh còn đặt ngay cú Triple Kill, gồm tân binh của năm, ngoại binh xuất sắc nhất năm và người đi rừng xuất sắc nhất vào năm 2016. Sau đó, sau đó, Sop chuyển sang Li Ning khi Snake Esports được mua lại, sau đó là Suning. Tại đây, Sop trở thành tuyển thủ người Việt đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết tổng của chung kết thế giới và giành ngôi Á quân. Đó là những thành tích mà gần như chắc chắn Levi không thể thực hiện được. I think this was a very aggressive contest from Dom1, because you have to appreciate that Beryl isn't here yet, which means that the immediate collapse onto Canyon was excellently done from Sword Art, and while he does get chunked out initially, this is where Dom1 feel that they have the numbers advantage. But here, SOFN then dives onto the bot lane. He's trying to zone them away from the fight, and he's trying to soak up all this damage. Showmaker then commits to trade his life, but then he's then able to get out thanks to the Lantern. Then I love this commitment from Bin as well, because it splits up Dom1 once again, and then again you'll see here from SOFM. Gonna land that root by stacking it up on the Gromp. Who else is on the way? Beryl is on the warpath. Ghost is gonna be respawning soon. He's got one more shot. SOFM, a full bar underneath. This is for the soul. Huan Feng reloads. One, two, throws out the grenade. Fire shot number two. The dragon's going low. It's picked up by Suning. They get themselves the soul pad. They go in the fight. That's a flash forward. Huan Feng gets Canyon. Now Noggery's left inside the pit. Beryl's got no damage. SOFM steps back into the bush. Jumps onto Noggery. Jumps onto Beryl. Does it again. A multi-man stun once again from Angel. Beryl will be able to find the death sentence. That almost shuts down Angel. But there won't be enough from the Moonlight Vigil, and here comes SOFM looking for Beryl. Suning get the soul. There is a reason that he has style in his name, as he is styling all over Dam1 with this Rengar. This game, there has been a lot of it, but when you get down into the chaos, it is Suning's homegrown turf. The way in which they're able to play these small skirmishes, playing under this level of pressure, is where we get to see some of the best from this Suning squad. And just look at how much damage SOFM is tanking up, using the brushes to keep diving into the backline. His positioning is always great. And, you know, I had question marks around this tank Rengar build, but
this is its purpose, to just be obnoxious, to buy time. Tầm ảnh hưởng đối với khu vực mình thi đấu. Loạt danh hiệu ngay khi mới gia nhập LPL được hơn nửa năm đã cho thấy Sọp để lại dấu ấn tại xứ tỷ dân như thế nào. Ở LPL, fan của Sọp đông không thua gì các siêu sao nội địa tên tuổi. Thậm chí người ta còn đặt nhiều nickname cho Sọp, và một trong số đó là Richman, Phú Hào, khi anh thể hiện một lối chơi rất toan tính. Chưa kể, lối đi rừng kiểm soát ăn thịt của Sọp được rất nhiều tuyển thủ nghiên cứu, học hỏi. Các siêu sao như Thiên, Kasa hay Canyon, Inspire đều thừa nhận học hỏi nhiều từ Sọp. Riêng Thiên từng cãi nhau với đồng đội cũ Kim Gun để bênh vực Sọp, trong khi Inspire là một fan cuồng của Lê Quang Duy. Về phần Levi, tầm ảnh hưởng của anh với VSET không còn gì phải bàn cãi. Levi không chỉ là tượng đài của sự chuyên nghiệp, tinh thần nỗ lực mà còn là tài năng và khả năng chỉ huy. Cũng là đầu tàu trong đội tuyển của mình, nhưng khi Sọp tạo dấu ấn ở LPL thì Levi cũng được gọi là GOAT của Liên minh Việt. Hiện tại, Levi vẫn miệt mài chỉ huy đàn em vươn tới những vinh quang cùng GAM. Ở VSET, các tuyển thủ cũng rất tôn trọng và kính nể Levi. Còn trên đấu trường quốc tế, đã không ít lần khán giả phải trầm trồ với những pha xử lý Karthus 16 nút hay màn thể hiện xuất thần với Lee Sin. Đó là minh chứng không thể chối cãi cho tầm ảnh hưởng của huyền thoại sinh năm 97 trên đấu trường chuyên nghiệp. I don't like Top Esports' position. I think freaky for Top. I think Gam's position better. This is freaky for Gam. Freaky, bruh. Wait. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, he gets sold. He has Karthus ult. Nah, they're all dead. But oh, is he 16? No, he's only 15. Oh, if he was 16, that was a fucking triple. Sure. Dude, I actually fucking Gam has like the ultimate fucking cheese comp. Like, how do you outplay this shit? But like, how does he get outsmited by a Lucian? I don't know. Like, it's just so crazy that they could lose that Elder Flip. It's so advantage for them, and they lose. I need to fucking see that again. I'm going back. This game's over. Wait, maybe not. I'm watching. Oh my. Wait, what? God, Wait, what? Oh god. No way. Wait a fucking second. No way. Tác động lên nền Liên minh Việt hiện tại. Trở về Việt Nam, Sọp vẫn cho thấy tình yêu với Liên minh và mong muốn góp sức cho VSET. Anh trở thành huấn luyện viên trưởng của tuyển Liên minh Việt dự ASEAN và sau đó đầu tư vào một đội tuyển thi đấu VSET. Đáng chú ý, anh còn trở thành huấn luyện viên và tuyển thủ khi đội gặp khó khăn. Sự trở lại của Sọp cũng giúp playoff mùa xuân vừa qua hấp dẫn hơn hẳn. Và thực tế, Viking với Sọp làm hỗ trợ thi đấu macro một cách bài bản. Thậm chí có những tình huống người ta cảm tưởng như đang xem một đội LCK thi đấu. Levi bây giờ đã bị phát hiện và Levi đang mất một lượng máu. Anh ta đang tìm một cách để bỏ chạy. Đại băng tỷ đã chỉnh sẵn sấm sét hủy diệt khiến cho Levi bay nửa cây rồi. Cơ hội để cho bên phía của Viking Sport bắt đầu nghĩ tới công trình. Xin lỗi bạn, là Gaming Sport nghĩ tới công trình ở khu vực giữa nhưng được hay không? Bù lại Baron Tom đưa phía bên phải đang chờ đợi cơ hội mặc lên sẽ bung ra kia ra. Bị kẹt lại Levi đang phải bỏ chạy, người bị mất máu quá nhiều là kia ra bị dịch khô bổ một tình huống đất điêu gọi về ra nhưng không cứu được tình thế, mưa tên lửa được bung và Play vẫn chưa nằm xuống, ta bỏ chạy được là bị mất quá nhiều máu. Tom Rio đang di chuyển vào, Elio cũng bị dính khuôn mặt u ám. Đây là sấm sét hủy diệt, lấy được lượng máu lớn của Emo. Levi bấm B rồi chạy về được, còn phía bên này Emo đang kẹt lại. Emo đang tìm cách bỏ chạy, anh ta sử dụng hết tác để thao tác đi và Tom Rio quyết định là bỏ nó thôi. Qua trận này một cú dịch chuyển lên trên để bắt bớ cho bằng được đối thủ, sấm trôi thành công. Vậy được không? Về không được. Riêng về Levi, ngọn lửa trong anh có lẽ chưa bao giờ nguội tắt. Ở tuổi 27, Levi vẫn đang là đầu tàu của GAM và họ chuẩn bị tham dự MSI. Ở trận chung kết,
cũng có rất nhiều tình huống Levi hack não luôn cả sọp. Dù phong độ có trồi sụt, Levi vẫn đang cho thấy anh thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy, cả về phong độ lẫn kỹ năng. Trong quá khứ, Sau có phần nhỉnh hơn Levi khi tính đến giai đoạn đỉnh cao của cả hai. Sau có thể không đạt được chức vô địch LPL, nhưng anh góp phần tác động cực mạnh lên lối chơi của cả giải đấu. Chưa kể, anh còn là Á quân thế giới. Tuy nhiên, ở VCS, vai trò và tầm ảnh hưởng của Levi là không thể bàn cãi. Đáng nói hơn, chính là sau trận chung kết căng thẳng, Levi vẫn có hành động thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với Sọc. Cụ thể, khi kết thúc trận và sang bắt tay đối thủ, Levi đã cúi người thấp hơn Sọc rất nhiều. Đặc biệt, chỉ Sọc mới nhận được hành động đơn giản nhưng thể hiện sự tôn trọng cao nhất và tinh thần chuyên nghiệp đó. Levi quá hiểu Sọc tài năng thế nào và đó là một hành động anh hùng trọng anh hùng. Hơn hết, cả hai đều là những huyền thoại của Liên minh Việt và thế giới. Một người đưa ra lời khẳng định, Liên minh Việt cũng có thể sản sinh ra các tuyển thủ đủ sức vào một trận chung kết của chung kết thế giới. Người còn lại đã chứng minh, tuyển thủ VCS không có dở. Và dù Sọc có nhỉnh hơn Levi một chút, thì cả hai vẫn đã và đang tiếp tục cống hiến để nền Liên minh Việt phát triển hơn nữa, ở hiện tại và cả tương lai. Với bạn hâm mộ ai hơn và có lý do đặc biệt nào không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!